Ngày nay, vấn đề sức khỏe và an toàn của nhân viên là một trong những yếu tố góp phần đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp. Do đó, nhiều tổ chức đã chú trọng hơn đến sự an toàn sức khỏe tại môi trường làm việc, hay còn gọi tắt là HFE, viết tắt của Health, Safety, Environment. Với Vietnam Airlines, an toàn sức khỏe nơi làm việc của toàn thể cán bộ nhân viên luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu, bởi con người là yếu tố cốt lõi tạo dựng nên tính an toàn bền vững của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Vì thế, Ban An toàn Chất lượng Thiết kế và phát hành chương trình đào tạo quản lý rủi ro an toàn liên quan đến con người thông qua HFE. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ 1. Nhận thức được tầm quan trọng của HFE trong lĩnh vực hàng không. 2. Nâng cao hiểu biết về những nguy cơ liên quan đến an toàn sức khỏe nơi làm việc. 3. Nắm được phương pháp kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và đồng nghiệp. Tham gia chương trình đào tạo, bạn sẽ có cơ hội nhận được các phần quà giá trị hấp dẫn, bao gồm giải đặc biệt, loa JBL Ion 710 và áo, mũ, cốc mang đậm dấu ấn VNA cho từng hạng mục giải nhất nhì ba. Hãy cùng đón chờ ngày phát hành chương trình đào tạo quản lý rủi ro an toàn liên quan đến yếu tố con người thông qua HFE vào ngày 20 tháng 5 tới này nha các bạn.